Xin chào các bạn. Mình có làm cái video mà hướng dẫn các bạn cách giảm dung lượng của file két ấy. Thì có một vài bạn vẫn không làm được cái cách này. Thì bây giờ mình sẽ làm một video để hướng dẫn các bạn cho nó dễ. Thực ra thì cái này rất là đơn giản thôi. Thế nhá, mình sẽ làm một cái file mẫu, làm một cái file để các bạn cùng xem nhé. Đây. Đây là một cái file tên là Đào Mỹ mà của một bạn ở trên trên mạng gửi cho mình qua email và nhờ mình giảm dung lượng hộ. Bây giờ mình sẽ thực hiện để cho các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái file này lên. Ok. Đây là file bạn ấy gửi cho mình. Bây giờ đầu tiên lệnh đầu tiên các bạn sẽ đánh là lệnh DXF này. Out tức là xuất DXF ấy, DXF. Đấy, các bạn ấn Enter. Thì nó sẽ ra cho các bạn một định dạng DXF này có tên là Đào Mỹ .DXF và file of style này tức là cái định dạng file này. Thì trong đây chúng ta sẽ có là định dạng DXF của AutoCAD 2010 này, 07, 04 và 2000. Trong một vài trường hợp thì chúng ta xuất sang DXF 2007 thì 2007 thì không được. Thì tốt nhất là các bạn nên chọn là DXF 2010. Đây, và các bạn save lại. Khi xuất sang DXF thì file khá nặng cho nên là chúng ta hãy chờ một tí nhé. Và bây giờ tôi tắt cái file này đi. Và tôi sẽ mở cái file DXF đây, DXF Đào Mỹ đây. Các bạn mở lên. Các bạn nhìn thấy cái file DXF của nó là có dung lượng là 64,2 MB. Đấy, các bạn lưu mở cái file này lên. Và bây giờ các bạn chỉ cần là ấn Ctrl S hoặc là vào file này. Save đây, Ctrl S đây, save lại, ok. Các bạn chọn vào cái file Đào Mỹ này và các bạn xóa. Đây nhá, nó sẽ hỏi cái hộp thoại, nó hỏi là bạn có muốn replace tức là thay thế cái file cũ không? Chúng ta chọn Yes là tức là xóa cái file cũ đi và bây giờ lưu sang một cái file mới hoàn toàn. Đấy, các bạn hiểu không? Ok. Đấy, lưu xong rồi thì chúng ta sẽ tắt đi. Tắt đi này. Và bây giờ các bạn sẽ mở lại cái file là Đào Mỹ đây. Đây nhá, cái file mà chúng ta vừa lưu lại đây. Nó có dung lượng 11,6 MB này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Bây giờ chúng ta sẽ PU, lệnh đầu tiên là lệnh PU. Ok. Và các bạn chọn All Item này và Bone này. Chọn dòng thứ hai này. Close và các bạn lưu lại. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái file sau khi chúng ta đã giảm dung lượng đây. Các bạn nhìn thấy là cái file này nó chỉ còn có Đây các bạn nhìn đây này, thực tế nó chỉ còn có 565 KB thôi. Đây. Ok, sai. Ok, đấy, thế là chúng ta đã giảm dung lượng thành công được cái file này. Trong một vài trường hợp mà tôi hay gặp ấy, thì có trường hợp là chúng ta giảm dung lượng mà nó không xuống được. Và trong khi file của mình rất là ít thì các bạn hãy làm một thêm một cái thao tác như này. Đầu tiên các bạn hãy audit đi. Audit là sửa lỗi này. Lệnh AU này, DIT này. Và các bạn chọn E, tức là chọn ES này. Đây này. Có phải là audit này fix một vài lỗi cần xóa. Các bạn chọn ES, ok. Và các bạn copy. Copy này sang một cái file mới, các bạn new này. New. Cái các bạn copy sang đây. Ok. Và các bạn lưu sang một cái file mới. Đây là Win 2 đây. Và các bạn làm lại cái thao tác như vừa nãy tôi làm. Cái thao tác copy này ấy, nó trong một vài trường hợp nó rất là nhiều cái tác dụng. Cho nên là nếu mà các bạn không làm được, các bạn hãy thử theo cách này. Thì nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều. Bởi vì có mấy bạn cũng gửi cho tôi nhưng mà tôi cũng không xử lý được. Và tôi phải copy sang một cái file khác. Có trường hợp thì không mở được file. Đấy cũng là một vài cái lỗi mà khi chúng ta làm việc mà quản lý file nó không tốt thì nó dẫn đến cái tình trạng lỗi file như thế. Nếu các bạn mà không
không làm được, các bạn hãy gửi email cho tôi sẽ để email ở trong phần cuối của cái bài viết này và tôi sẽ giảm dung lượng cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.